Khoảng 6 giờ 20 ngày 10 tháng 11, xe máy mang bị kiểm soát 83P3-96491 do người phụ nữ khoảng 30 tuổi điều khiển lưu thông trên đường DT743 theo hướng thành phố Di An đi thị xã Tân Uyên. Khi xe lưu thông đến phường An Phú, thành phố Thuận An, thì lúc này xe bồn mang bị kiểm soát 29C7652 vượt phải, lấn hết làn đường dành cho xe máy khiến nạn nhân ngã xuống đường và bị bánh xe bồn cán qua người, tử vong thương tâm. Được biết, người phụ nữ đang làm công nhân cho một công ty gần đó và đang trên đường tới công ty làm việc thì xảy ra tai nạn đau lòng trên. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt xử lý vụ việc. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng nay mùng 10 tháng 11 tại cửa khẩu Kim Thành, thành phố Lào Cai. Theo một số tài xế cho biết, chiếc xe tải đeo biển số Trung Quốc đã phóng với tốc độ cao, không giữ khoảng cách an toàn, đã hút vào đuôi xe container mang biển số 86R00726 Vụ va chạm làm chiếc xe tải bẹp xuống phần đầu, tài xế kẹt cứng trong cabin. Anh bị thương cũng khá nặng khi được giúp đỡ đưa đi cấp cứu. Nhận được tin báo, cảnh sát giao thông nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng điều tiết giao thông. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Vụ tai nạn xảy ra vào chiều 8 tháng 11 tại huyện Rồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. Theo người chứng kiến chia sẻ thì thời điểm trên, ô tô con đang lưu thông trên đường thì đánh lái tránh xe tải hướng ngược chiều, sau khi đánh lái chiếc ô tô con rơi vào ổ gà bên đường rồi lao thẳng xuống sông chìm nghỉm. May mắn nhờ sự giúp đỡ của người dân, tài xế mở được cửa thoát ra ngoài. Thời điểm xảy ra tai nạn là lúc 19 giờ 30 tối mùng 9 tháng 11, xe buýt của hãng Đông Bắc mang biển số 37B00102 chở theo 8 hành khách từ huyện Thanh Trương về thành phố Vinh. Khi đến địa bàn xóm 7 thì đâm phải một con trâu trên quốc lộ 46, làm chiếc xe bay sang trái đường, lao xuống ruộng lật ngửa. Vụ tai nạn khiến hầu hết hành khách bị thương, được người dân đập kính đưa đi cấp cứu trong đêm, rất may không ai nguy hiểm từ tính mạng. Vụ việc xảy ra gần hồ Giang Sàng, thành phố Thái Nguyên khiến nhiều người phải dùng mình. Thời điểm trên, một người phụ nữ đang dắt chiếc xe đạp sang đường. Phía sau kéo theo một chiếc thuyền đã được phủ bạt sẵn. Cùng lúc này, một nam thanh niên điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao đi tới. Do không làm chủ được tốc độ nên đã tông trực diện vào phần thân xe rồi trượt dài hàng chục mét trên đường. Được biết vụ tai nạn xảy ra khiến nam thanh niên bị thương nặng.